Vâng, thì Singapore được coi là một trung tâm về công nghệ cao với nhiều nhà máy chế tạo sản phẩm công nghệ, điện tử, y tế, dân dụng thương hiệu nước ngoài. Thì hiện nay ở Việt Nam đang có hàng loạt các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với các tập đoàn điện tử, điện lạnh, sản phẩm công nghệ cao. Điều này thì cho thấy sinh viên học các ngành kỹ thuật sẽ có nhiều cơ hội việc làm với lại mức thu nhập rất là cao. Chính vì vậy, ngành học kinh doanh và quản lý thông tin là một ngành đáng để các bạn suy nghĩ. Và chất lượng đào tạo xuất sắc được công nhận qua nhiều giải thưởng như là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học tốt thứ nhất, sau đại học tốt thứ hai tại Singapore theo Job Central Ranking năm 2013, cũng như là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học thạc sĩ tốt thứ nhất tại Singapore, hay là top 3 trường tư thục được yêu thích nhất tại Singapore, giải thưởng vàng danh mục hạng Higher Education và chứng nhận EduTrust 4 năm. Thì Kaplan Singapore quả là một trạm dừng chân hội đủ rất nhiều yếu tố phù hợp với các bạn sinh viên năng động ngày nay. Và trường Kaplan thì liên kết với nhiều trường đại học danh tiếng ở Anh, Úc cấp bằng như là trường Dublin, Royal Holloway, Portsmouth, Essex, Murdoch hay là Northumbria. Và để theo học chương trình tại Kaplan, các bạn cần tốt nghiệp trung học phổ thông và có điểm IELTS là 5.5. Nếu như bạn nào chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng đã hoàn thành xong chương trình lớp 9 tại Việt Nam thì các bạn sẽ học thêm chương trình dự bị trong vòng 2 tháng. Còn về tiếng Anh thì nếu các bạn chưa đủ điểm IELTS, các bạn có thể học chương trình tiếng Anh tại trường Kaplan Singapore với 5 cấp độ, mỗi cấp độ học trong vòng 2 tháng. Và cấp độ mà bạn học thì sẽ tùy vào cái bài kiểm tra mà bạn làm tại Tân Đại Dương. Sau khi tốt nghiệp tại Kaplan thì vấn đề bằng cấp bạn có thể hoàn toàn yên tâm với tấm bằng cử nhân ngành hệ thống thông tin quản lý. Bạn có thể đảm nhận công việc của một CIO hay còn gọi là giám đốc thông tin trong một cơ quan xí nghiệp. Nói một cách dễ hiểu thì hệ thống thông tin quản lý dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông để xây dựng một hệ thống thông tin kinh tế, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và quản trị trong các doanh nghiệp. Phải cân chân chưa gì nữa, các bạn hãy chuẩn bị ngay giấy tờ cần thiết như là hộ chiếu, passport, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, bằng cấp và bảng điểm cao nhất, cũng như là 8 tấm ảnh khổ 4x6 nền trắng để đến ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn có 2 chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc là cần thêm thông tin gì, các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaidương.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, du học Singapore hiện nay được khá nhiều bạn trẻ cũng như là phụ huynh quan tâm bởi Singapore có nhiều chương trình cũng như là bằng cấp quốc tế và có nhiều ưu điểm vượt trội. Thì trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của anh Nguyễn Nhật Hân, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore, đồng thời là cựu học sinh của trường, sẽ chia sẻ để giúp cho chúng ta có những cái quyết định đúng đắn. Xin chào anh Nhật Hân. Xin chào các bạn, xin chào chị Ly. Thì anh Nhật Hân có thể chia sẻ cho các bạn là hiện nay thì sinh viên Việt Nam đang theo học ở trường Kaplan mình là có khá nhiều không này anh Nhật Hân? Thì theo thống kê tới tháng 7 năm 2014 cho tới bây giờ thì số lượng sinh viên quốc tế Việt Nam theo học tại Kaplan Singapore là không dưới 600 người. Và những cái chuyên ngành nào được học sinh Việt Nam quan tâm nhiều nhất tại trường Kaplan? Hiện tại Kaplan Singapore có hơn 16 chuyên ngành khác nhau và trong số đó có một số chuyên ngành rất là nổi bật nhất đó là chuyên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính ngân hàng và chuyên ngành dịch vụ quản trị du lịch và lữ hành. Và cái đồng thời là những cái sinh viên Việt Nam tiếng Anh của họ đó là một cái điểm yếu. Thì những sinh viên chưa có những cái địa chứng chỉ quốc tế như là IELTS, TOEIC, TOEFL thì có thể tham gia tại trường Kaplan Singapore được không thưa anh? Đây là một vấn đề khá là nổi bật đối với sinh viên Việt Nam, do bởi vì có một số bạn thì vẫn chưa có được những cái bằng cấp quốc tế như là chị nói là IELTS, TOEFL hoặc là TOEIC. Thì tại Kaplan Singapore có những khóa học chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho những bạn chưa đạt được điều kiện tiếng Anh để học chương trình đại học tại Kaplan. Và chương trình đó có nhiều cấp độ phù hợp cho tất cả các bạn, từ cấp độ cơ bản nhất cho tới cấp độ nâng cao hơn để các bạn có đủ điều kiện để học tại chương trình đại học tại Kaplan Singapore. Được biết là anh Hưng trước đây là cựu sinh viên của trường Kaplan và hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường. Thì anh có thể là chia sẻ cho học sinh là khóa học sắp tới thì là khai giảng vào tháng mấy và cũng như là có những cái học bổng hay là chính sách ưu đãi cho sinh viên Việt Nam không thưa anh? Tại Kaplan thì có rất nhiều chương trình học khác nhau đa dạng, từ tiếng Anh cho tới bậc dự bị đại học, cho tới bậc cao đẳng và bậc đại học và thậm chí cả sau đại học. Thì đối với lại chương trình tiếng Anh, chương trình tiếng Anh được khai giảng vào ngày 10 tây tháng chẵn hàng năm. Ví dụ như là ngày 10 tây tháng 2, 10 tây tháng 4, 10 tây tháng 6, vân vân và vân vân.
thì dành cho những bạn nào thì rất tiện lợi cho tất cả các bạn, chúng ta có thể lựa chọn cho mình một thời gian phù hợp cho đại học. Đối với lại chương trình chuẩn bị đại học dành cho các bạn chưa tốt nghiệp cấp 3, chưa tốt nghiệp bậc phổ thông trung học, chúng ta có ngày khai giảng vào ngày 15 tây hàng tháng lẻ, tức là ngày 15 tây tháng 1, 15 tây tháng 3 và 15 tây tháng 5, vân vân. Và sau đó nữa, đó là chương trình bậc học cao đẳng hay tương đương với là chương trình năm nhất của đại học, thì ngày khai giảng chúng ta cũng có vào hàng tháng chẵn trong năm, chính xác hơn là vào ngày 28 tây tháng chẵn trong năm, chẳng hạn như là 28 tây tháng 2, tháng 4, tháng 6, vân vân. Đối với là chương trình đại học và chương trình sau đại học thì các ngày khai giảng chúng ta đi theo ngày khai giảng của các trường đại học liên kết và cấp lên, và thường sẽ tập trung vào những tháng đầu năm, ví dụ như tháng 1 hoặc tháng 3, và những ngày khai giảng vào cuối năm, ví dụ như tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đối với chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên đại học tại trường Cáp Lên Singapore, trường Cáp Lên Singapore dành 9 khóa học bổng cho các bạn học sinh xuất sắc của các khóa cao đẳng chuyển tiếp lên chương trình bậc đại học. Sẽ có 3 khóa học bổng trị giá 10.000 đô dành cho 3 bạn đứng nhất của khóa, và 3 khóa học bổng dành cho 3 bạn đứng nhì khóa, và 3 khóa học bổng dành cho bạn đứng thứ 3 của khóa. Và giá trị của khóa học bổng sẽ lần lượt là 10.000 đô, 7.500 đô và 5.000 đô cho các thứ hạng lần lượt. Thì như anh Hưng chia sẻ thì những cái học bổng đó sinh viên Việt Nam có những sinh viên nào đạt được không anh? Đối với sinh viên Việt Nam thì không chỉ riêng tại Singapore mà chắc chắn học lực của các bạn học sinh viên Việt Nam đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì việc các bạn sinh viên Việt Nam tại Cáp Lên Singapore đạt được học bổng là điều không hề hiếm. Chẳng hạn như mình nhớ có một trường hợp rất là đặc biệt, đó là hai chị em sinh đôi, một bạn tên Hồng, một bạn tên Phương. Thì bạn Hồng là bạn em nhưng mà đã học bổng được tốt đầu, học bổng hạng nhất của toàn khóa, chỉ đạt 10.000 đô. Và chị của bạn Hồng là bạn Phương đạt được học bổng hạng 3, chỉ giá 5.000 đô của toàn khóa. Thì sinh viên Việt Nam của mình qua đó cũng đạt rất là nhiều học bổng đúng không ạ? Và theo cái kinh nghiệm của anh thì anh cũng có thể chia sẻ cho phụ huynh cũng như các bạn học sinh biết thêm là ngoài những cái học bổng và chính sách ưu đãi thì trường còn có những cái điểm nổi bật nào không thưa anh? Đối với lại chương trình đại học tại Cáp Lên Singapore thì nó có một số điểm nổi bật riêng biệt mà chỉ riêng trường Cáp Lên Singapore có. Thứ nhất, đó là chương trình học rất là đa dạng với hơn 16 chuyên ngành trải dài từ các chương trình như là khoa học tự nhiên, tài chính ngân hàng cho tới các chương trình như khoa học xã hội, ví dụ như là tâm lý học. Thì thời gian học cũng được tiết kiệm tối đa bằng việc là các bạn sẽ không có những kỳ nghỉ dài giống như là kỳ nghỉ đông hoặc là kỳ nghỉ hè, mà các bạn sẽ học liên tục, và giữa mỗi kỳ như vậy chỉ có những kỳ nghỉ ngắn hạn giữa những một kỳ mà thôi, và những kỳ ngắn hạn này thường chỉ kéo dài từ 1 cho tới 3 tuần. Cho nên khi các bạn đi học tại Cáp Lên Singapore, thời gian các bạn đi học toàn bộ chương trình đại học chỉ kéo dài từ 2 năm rưỡi cho tới 2 năm 8 tháng. Và cái cuối cùng đó chính là mức học phí rất là tiết kiệm, mức học phí rất là tiết kiệm cho các bạn. Và ngoài ra thì tại Cáp Lên Singapore hiện tại đang sở hữu một cộng đồng sinh viên Việt Nam mạnh mẽ và thuộc dạng rộng lớn nhất tại Singapore. Thì được biết là bên trường Cáp Lên Singapore liên kết rất là nhiều những trường đối tác tại như là tại Anh nè, tại Úc nè. Thì theo anh có thể chia sẻ cho các bạn thêm là sinh viên Việt Nam nên chọn những cái trường liên kết nào để phù hợp nhất? Tại Cáp Lên Singapore thì hiện tại có 5 trường đại học liên kết và là Cáp Lên, và mỗi một trường như vậy nó đều có một thế mạnh riêng. Không thể nói là trường nào là tốt nhất và trường nào tốt hơn trường nào, mà là mỗi một trường nó đều có một cái tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Chẳng hạn như bạn thích học một trường cho bạn được một cái bậc cử nhân có thể học hai chuyên ngành cùng một lúc, bạn có thể chọn trường mở đầu Úc. Hoặc là bạn muốn học một chuyên ngành cho bạn được tấm bằng có giá trị top 100 trên thế giới, bạn có thể chọn trường đại học Royal Holloway University of London. Mỗi một trường như vậy nó có đều thế mạnh khác nhau, và dĩ nhiên nó cũng sẽ đều có những cái khó khăn nhất định. Thì những sinh viên Việt Nam của mình thường chọn những cái chương trình nào đối với trường liên kết? Đối với sinh viên Việt Nam mình, sinh viên Việt Nam rất có năng khiếu về toán, cho nên chương trình về tài chính và ngân hàng và kế toán luôn là những chương trình mà các bạn được ưu tiên lựa chọn. Thì anh cũng có thể cho biết thêm là những cái học sinh mà đã học tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và họ muốn nâng cao lên cái khả năng học vấn của mình cũng như là tạo cái cơ hội sau này thì họ muốn học thạc sĩ,
Thì hiện tại thì bên trường Cáp Linh cũng có đào tạo chuyên ngành về thạc sĩ đúng không các anh? Vậy, hiện tại bên Cáp Linh đào tạo thạc sĩ cho tổng cộng là 3 chuyên ngành. Chuyên ngành đầu tiên là về tài chính, chuyên ngành thứ hai là về quản trị và chuyên ngành thứ ba là dành cho những anh chị đã đi làm, đã có kinh nghiệm và muốn được chuyên sâu hơn về khả năng quản trị, đó là chương trình MBA. Về yêu cầu đầu vào của chương trình sau đại học thì tại Cáp Linh yêu cầu đầu vào học sinh thứ nhất là tiếng Anh. Học sinh được yêu cầu phải tốt nghiệp một đại học chính quy, và nếu như trong trường hợp học sinh tốt nghiệp đại học chính quy nhưng chương trình không được đào tạo bằng tiếng Anh, học sinh yêu cầu phải có IELTS tối thiểu là 6.5 và không có một điểm kỹ năng nào dưới 6 chấm. Và nếu như trong trường hợp các bạn tốt nghiệp đại học từ nước ngoài về, chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh thì IELTS sẽ được xem xét miễn giảm cho các bạn. Thì giờ những cái sinh viên mà mới tốt nghiệp ra trường, họ chưa có kinh nghiệm thì họ có thể tham gia tại thạc sĩ của Cáp Linh được không? Đối với chương trình thạc sĩ tại Cáp Linh sẽ hoàn toàn không yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm. Một lần nữa thì qua sự chia sẻ của anh Hưng thì chúng ta đã có một phần nào đó để có sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn, các bạn đừng ngần ngại và hãy gọi ngay đến số hotline 0838484879 hoặc truy cập website tân đại dương.edu.vn hoặc là lên văn phòng công ty trực tiếp tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và Tân Đại Dương hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Cáp Linh Singapore. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn anh Hưng. Cảm ơn chị Ly. Chào các bạn.